Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Di trú và xã hội do Văn phòng Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa chúng tôi thực hiện trên đài SCT quen thuộc của quý vị. Hôm nay chúng tôi có rất là nhiều những câu chuyện về di trú nhưng mà sẽ không nói được hoàn toàn về vấn đề nhập tịch như đã hứa, là bởi vì hiện tại bây giờ nó có nhiều những cái chuyện xảy ra trong nước Mỹ này. Chúng ta thấy những cái chuyện mà gọi là Roe v. Wade đã bị thay đổi, xong rồi những cái thuốc ngừa thai của phụ nữ cũng bị nghĩa là ghé tới. Lần này chắc chắn là cái mùa bầu cử 2024 nó sẽ có rất là nhiều biến động. Và vì vậy cho nên năm nay, lần này chúng tôi đặc biệt được mời một vị nữ lưu mà chúng tôi thường gọi là cố vấn, đùa là gọi là cố vấn tối cao của nhiều những anh em sinh hoạt trong cộng đồng, kể cả trong cộng đồng chúng ta và kể cả trong dòng chính. Có thể nói đến là một trong những người mà cô đã từng ủng hộ ngay từ khi anh là sinh viên trong Tổng hội sinh viên, rồi là nghị viên của thành phố Winchester, là thị trưởng của thành phố Winchester, bây giờ là dân biểu của địa hạt 70 tại tiểu bang California. Quý vị biết là ai rồi, đó chính là dân biểu Tại Đức Chí, và người mà dân biểu Tại Đức Chí rất là quý mến không ai khác hơn chính là cô Thanh Hiền, là hôm nay là khách quý của chúng tôi trong chương trình này. Cô là người đã sinh hoạt rất là gắn bó trong cộng đồng và cô để ý tất cả những cái sinh hoạt trong dòng chính nữa, cho nên hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có được sự hiện diện của cô, mặc dù là cô cũng đang yếu, giọng nói của cô nó không còn mạnh mẽ và đanh thép như ngày xưa, hoặc là khi mà cô coi tử vi đó, thì quý vị sẽ không thể tưởng tượng là cô sẽ hóa thân thành là một bà thầy tử vi, nói câu nào là chắc đúng câu đó. Xin gửi lời chào thân ái đến cô Thanh Hiền, một thành viên sáng lập của Hội Cao Niên Á Mỹ cũng như là Hội Đền Hùng Hải Ngoại, và đã gắn bó với sinh hoạt cộng đồng cháu nghĩ có lẽ là phải trên 30 năm lý thế cô ạ. Vâng, trên 30 năm. Vâng, vâng. Mời cô gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Di trú xã hội trên đài SET ạ. Vâng, tôi là Trần Thanh Hiền, xin kính chào tất cả quý đồng hương và quý khán thính giả của đài SCT, và đặc biệt xin chào luật sư Nghĩa. Vâng, cháu rất là mừng khi thấy cô có mặt đây, tại vì cháu biết là trong thời gian qua cô cũng không được khỏe. Cũng may là có thể nói là khi gặp được các cô chú sau cái Covid-19 mình cũng mừng cho nhau cô ạ. Vâng. Thì hôm nay cháu biết là cô cũng hay sinh hoạt cho cộng đồng, thì cũng có nhiều người cũng hỏi chuyện về di trú. Cháu sẽ trình bày trong 10 phút đầu về vấn đề di trú, nhưng sau đó 10 phút sau mình sẽ nói chuyện về xã hội. Nhưng xã hội chúng ta ở đây là chuyện của trong cộng đồng chúng ta, có rất là nhiều chuyện mà đồng hương cứ thắc mắc, và vấn đề là vì chúng tôi có nói đến cái mùa bầu cử sắp tới 2024. Thành ra chúng ta vẫn thường nói là những quý vị nào mà muốn được đắc cử trong dòng chính là phải sinh hoạt tích cực ở trong cộng đồng. Và vấn đề là đồng hương, cái khối đồng hương thầm lặng nó quan trọng lắm cô ạ. Cháu thấy là gần như lần nào đó, thắng hay thua là cái khối đồng hương thầm lặng đó. Đúng rồi. Thành ra quý vị dân cử đừng nghĩ rằng là mình chỉ có gọi là dương cái ngọn cờ vàng lên, hay là mình là người Mỹ gốc Việt. Không, thời này không giống như thời ông Tony Lâm. Ông Tony Lâm đi ra có một mình, ông thoải mái, ông là người Việt là ai cũng bầu giống, như bây giờ là người Việt Nam nhưng là và phải có tinh thần của quốc gia, phải có lập trường, phải có những cái chương trình kế hoạch, và chúng tôi nghĩ rằng là phải có sự lắng nghe đối với lại những cái người cử tri trong địa hạt của quý vị. Bây giờ trở lại về vấn đề mà về di trú đó cô, cái câu hỏi người ta hay đặt bây giờ là hồ sơ của tôi đến đâu rồi. Thì thưa cô, cái diện mà nó gọi là F1 đó là diện của những người con độc thân của bố mẹ là người công dân Mỹ. Thì độc thân đây có nghĩa là có thể là chưa bao giờ lập gia đình, hoặc là ly dị rồi ly dị rồi thì tự nhiên trở thành tình trạng độc thân. Tuy nhiên cái điều quan trọng là phải ly dị thật cô ạ. Vâng. Có nhiều người ly dị giả để qua đây cho nó nhanh, xong rồi sau đó trở về lại lấy lại ông chồng hay bà vợ đó, thì nó cũng sẽ theo dõi kỹ lắm đó, chứ không phải đùa. Đúng rồi, cái này nguy hiểm. Thì cái hồ sơ đó hiện tại bây giờ họ đang cứu xét là những người nộp vào ngày 1 tới tháng 12 2014. Vâng. Tức là khoảng gần 9 năm nữa, 8 năm mấy. Vâng. Nhưng nếu mà họ mà là theo diện F3 tức là lập gia đình thì sao? Nếu F3 lập gia đình là đang cứu xét hồ sơ là 22 tháng 11 2008 nữa cô ạ. Vâng. Là gần 14 năm. Ui trời, dễ sợ quá. Thành ra đó là lý do tại sao mà nhiều khi phải ly dị giả. Thế là mấy người khách đó họ gọi cháu, bây giờ tôi tính vậy đâu, cháu cho nó không. Cô là thầy tử vi, cô biết rồi. Tử vi là một chuyện, nhưng cái tính cách của mình, bây giờ mình làm ly dị giả, thật ra nhiều khi thành ly dị thật luôn cô ạ. Đúng rồi. Qua bên đây xong rồi tự nhiên cái là không, cháu không hiểu, như chắc cô biết cái số đó, tự nhiên lại thấy khó chịu với ông chồng hay bà vợ này kia, rồi cái lập gia đình bên này cái là sao, tại ly dị rồi. Đúng rồi.
Thế là ly dị giả thành ly dị thật. Đúng, nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Cho nên không nên làm như vậy. Có chờ đợi thì vẫn cứ chờ đợi. Vì thật ra quý vị đó đi qua đây là vấn đề là cho con cháu của họ cơ ạ. Đúng rồi. Chứ còn thì là nhiều khi họ cũng đã quen với đời sống. Và nhất là ở cái lứa tuổi 60 trở lên, nhiều khi họ quen với đời sống bên Việt Nam rồi. Đúng rồi. Qua đây cũng không phải là dễ dàng. Rồi bây giờ vấn đề thẻ xanh. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là con cháu của hay là người nhà của công dân Mỹ này kia chắc đi nhanh hơn thẻ xanh đi chậm. Không có. Nếu mà diện F2A là thẻ xanh đó, thì cái diện này là dành cho vợ hay chồng và các con còn dưới tuổi vị thành niên. Hiện tại bây giờ họ đang cứu xét hồ sơ là 8 tháng 9 năm 2020. Không mấy năm mà cô ạ. Tức là chỉ, thí dụ là quý vị nào nộp 20 thì còn 3 năm nữa, gần 3 năm nữa thì nộp vào được. Đúng rồi. Đó. Còn cái diện 2B đó là cho những người nào mà độc thân của cái người thẻ xanh đó thì là 22 tháng 9 2015 lâu hơn. Vậy cho nên đó, cái quan trọng họ cần phải biết đó cô là thứ nhất khi mà nói độc thân như vậy thì nó có một cái đặc biệt đó là cô nhớ là có nhiều người khi được bảo lãnh là dưới 21 tuổi. Đúng rồi. Nhưng trong thời gian chờ đợi là sẽ khi phỏng vấn sẽ trên 21 tuổi sẽ bị chờ gần 8 năm. Ôi trời. Thế thì muốn tránh tình trạng đó nó có một cái đơn đặc biệt à. Và mình phải báo cho sở di cho bên sở di trú của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết là con của chúng tôi sẽ gọi như là 21 tuổi khi mà phỏng vấn, cho nên xin giữ cái tình trạng 21 tuổi cho dù đến khi phỏng vấn. Nhiều người không biết cái đó, mất cái quyền lợi đó cô ạ. Cho nên một lần nữa quý vị có thấy số điện thoại của chúng tôi cũng như email trên màn ảnh là quý vị có những câu hỏi thắc mắc đó, đó quý vị gọi về chúng tôi. Và dĩ nhiên đây là những cái hồ sơ riêng biệt thì quý vị liên lạc và chúng tôi sẽ bao giờ cũng sẽ có cái lời mà gọi tham khảo đầu tiên là miễn phí. Quý vị tham khảo không phải là 15 phút hay nửa tiếng mà là tham khảo cho đến khi nào quý vị rõ ràng là chúng tôi có thể làm được hồ sơ quý vị hay là không. Thứ hai nữa đó là khi quý vị nói rằng quý vị biết được chúng tôi qua cái chương trình Di trú và Xã hội trên đài SCT thì chắc chắn chúng tôi có hứa với lại bên ban giám đốc của đài và đặc biệt là với anh Lương Quốc Việt là quý vị nghe được trên đài thì quý vị bao giờ cũng được một cái giá discount đặc biệt nhé. Rồi bây giờ diện anh em, okay. Trước khi nó chi diện anh em đó, thì cô Hiền nhớ nhắc mọi người đó, bố mẹ có quốc tịch rồi bảo lãnh cho con cái và anh em bảo lãnh cho nhau đó, nếu mà có thể được cứ cố gắng nộp đơn vô. Người nhà của mình bên Việt Nam có thể thay đổi, nhưng nhắc người nhà là mình đi như vậy là vì cho thế hệ con cháu của mình. Đúng rồi. Cái thứ hai đó là cứ mở được hồ sơ để đó, vì nếu không hai cái diện đó là rất nhiều lần những cái cộng đồng mà không phải người thiểu số đó, tức là cộng đồng cái trường hợp này là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu của mình và cộng đồng người Mỹ gốc Latino đó, họ rất thích. Nhưng da trắng và da đen họ cũng thích. Thế hả? Họ vận động nhiều lần để bỏ cái này rồi cô ạ. Thế hả? Thành ra mình còn nó còn mở là còn ấy. Đó, và đặc biệt chẳng hạn như bây giờ là khoảng chừng 10 năm nay không hiểu sao sở di trú họ lại tử tế. Họ cho một cái điều khoản nữa là nếu quý vị mà cái lợi tức thấp hoặc là không có lợi tức á, thì nhiều cái đơn từ ở trong này nó được miễn đóng tiền. Kể cả đơn nhập tịch đó cô. Nếu mà không được miễn là đóng tới 720 đồng. Mà nếu chẳng hạn như mình lãnh tiền trợ cấp hoặc là mình ở chung với con cái mà con cái lợi tức cũng thấp á, thì mình lại được miễn. Vâng. Yeah. Thì đó là những cái phần mà chúng tôi thưa chuyện với quý vị qua về vấn đề di trú và di trú mà quý vị đã đặt rất nhiều câu hỏi trong cái thời gian vừa qua khi chúng tôi nhận được qua email và điện thoại. Chúng tôi sẽ quý vị giữ bằng tần SCT và chúng ta sẽ trở về những cái câu chuyện rất là nóng bỏng trong cộng đồng mà nhiều người cũng đã email đến cho chúng tôi và đặc biệt là trong đó có cô Thành Hiền. Chúng tôi xin quý vị giữ bằng tần SCT để trở lại phần 2 của chương trình Di trú và Xã hội ngày hôm nay. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn.
Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng quen thuộc SCT để theo dõi phần 2 của chương trình Di chúc và xã hội ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi trong những chương trình đầu tiên của Di chúc và xã hội, chúng tôi có nói rằng là chúng tôi sẽ cố gắng nói chuyện rất nhiều về vấn đề nhập tịch, từ cái lúc bắt đầu nộp đơn nhập tịch tới khi sao quý vị, như là những cái có thể là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã hướng dẫn cho thân chủ trong suốt gần 30 năm qua để đi thi phỏng vấn, làm sao cho đậu thật cao. Bởi vì chúng tôi muốn là quý vị đậu được quốc tịch thì quý vị mới có quyền ghi danh đi bầu. Và nếu có quyền ghi danh đi bầu rồi đó, thì quý vị phải đi bầu trong ngày bầu cử. Tại vì những cái đó họ sẽ làm thống kê. Và có như vậy chúng ta mới đưa những cái người mà gọi là có khả năng của chúng ta ra vào trong dòng chính của tại thành phố, tại county, tại tiểu bang và cả liên bang nữa, nếu chúng ta có cái sự hợp nhất đó. Và sự hợp nhất không những cho cộng đồng chúng ta mà là phải sự đoàn kết giữa những cộng đồng thiểu số, như là cộng đồng của người Mỹ gốc châu Mỹ Latin, hoặc là cộng đồng người Mỹ gốc Phi châu, những người phụ nữ, những người già, và đặc biệt là những người có gia đình trong quân đội. Và vì vậy cho nên trong phần 2 này chúng tôi sẽ nói đến những cái vấn đề mà chúng ta rất là nguy hiểm trong cộng đồng chúng ta hiện tại bây giờ, là nó đã có một sự chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Và chúng ta phải nên nhớ rằng là cái việc của chúng ta qua đây không phải chỉ để mà gọi là tị nạn rồi sống một đời sống có những vấn đề an sinh xã hội bên này, mà chúng ta còn có một trách nhiệm làm sao mang lại tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Mà khi muốn có những tiếng nói mạnh đó, chúng ta phải có nhiều người trong dòng chính, mà không người Mỹ gốc Việt chúng ta trong dòng chính, cũng như là những cộng đồng Á Châu khác. Cộng đồng mạnh nhất trong cái vấn đề này là cộng đồng người Mỹ gốc Nhật, kế đó là cộng đồng người Mỹ gốc Tàu. Họ đã có những người trong Quốc hội Liên bang, chúng ta cũng có một vài người trong Quốc hội Liên bang, đặc biệt là từ tiểu bang Florida và một tiểu bang, chúng tôi nhớ không là miền Đông. Nhưng mà nếu với cái tình trạng mà chia rẽ như cộng đồng chúng ta hiện tại bây giờ, thì ngay cả tại địa phương chúng ta cũng có thể mất phiếu. Cho nên ngày hôm nay, chúng tôi xin một lần nữa gửi lời chào thân ái đến cô Thanh Hiền. Như quý vị đã biết là cô Thanh Hiền đã sinh hoạt trong đây là gần hơn 30 năm qua, và có lẽ cô Thanh Hiền biết nhiều về cộng đồng hơn cả chúng tôi nữa, là bởi vì cô Thanh Hiền đã sinh hoạt với cộng đồng từ thời ông tướng Trần Văn Nhật làm chủ tịch, rồi qua những thời kỳ ông Bùi Biển Bân, rồi làm sao, rồi những lúc mà chúng ta thấy là ông Đức và ông Thăng nắm tay nhau trong cái lời hô to của Việt Dũng là một, nhưng mà bây giờ cũng vẫn chưa là một. nó là bây giờ là ba rồi. Chúng ta có cộng đồng Việt Nam Nam California là từ thời ông tướng Nhật, chúng ta có cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, hiện tại bây giờ vẫn chưa có giải quyết xong vấn đề mà ban chấp hành, bởi vì cái vấn đề Covid-19 họ phải tổ chức bầu cử lại, bởi vì theo như điều lệ nội quy mà cô đừng biết là anh Bùi Thế Phát hiện là chủ tịch cộng đồng thì anh đã coi như là làm hai nhiệm kỳ rồi, thành ra bây giờ anh Phát không thể tiếp tục được nữa thì phải có tổ chức bầu cử. Thì chúng tôi được biết là họ cũng đang cố gắng, rồi có cộng đồng người Việt tại Nam Cali của anh Võ Khôi. Nhưng mà ngoài ra là chúng ta còn có những cộng đồng tại thành phố như là Antelope Valley đó cô, có dược sĩ Trần Bỉnh, San Fernando Valley có ông anh Lương Simon là chuyên viên bán về bảo hiểm cũng khá lắm. Vâng. Bên Pomona cũng biết là ai rồi. Vâng, bác sĩ Võ Đình Hiếu. Bác sĩ Võ Đình Hiếu nhiều khi cũng thích rồi. Cô mà nhiều khi cũng không thích cô đâu. tại vì nhiều khi là cô lên tiếng cái là ông lại bị thất cử. Rồi chúng ta thấy ở dưới San Diego có chị Trang Vinh Lực rất quen thuộc, và ngoài ra còn có một cái gọi là Hiệp hội Người Việt tại San Diego mà cô rất là quen thân như ông Đỗ Như Điện. Và trên cộng đồng của Los Angeles chúng ta đó, nó có một cái tổ chức mà người Mỹ gốc Hoa đó cô, cũng rất là thân với lại chúng ta. Thành ra chúng ta thấy hiện tại bây giờ nó có nhiều những cái vấn đề mà thù ghét người Á Châu, và những vấn đề trở lại cộng đồng chúng ta là cái chuyện mà tình hình cộng đồng chúng ta nó không giống như là
có thể nói là không giống như thời cháu làm chủ tịch. Tức là cộng đồng của mình, ông chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa rất là thân với ông Tạ Đức Chí, rất là thân anh Nguyễn Mạnh Chí, gần như là tay phải tay trái của cháu cho cộng đồng. Đúng. Anh Nguyễn Tạ làm Đức cùng Chí, một ban chấp hành luôn chứ. Tạ Đức Chí thì rất là khổ sở với những cái yêu cầu gọi là phút chót của cháu. Tạ Đức Chí ơi, giúp anh làm sao đóng đường để mà khánh thành Đức Thánh Trần. Thì cháu thừa biết là phải có 60 ngày, nhưng mà nhiều khi đâu có đủ thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà lúc nào Tạ Đức Chí cũng làm hết sức để mà lo chuyện đó. Và những cái đóng góp của anh Tạ Đức Chí, thì chúng ta có những người mà giỏi như vậy được sự hỗ trợ chúng ta mới được vào dòng chính. Yeah. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy là giữa dân cử và cộng đồng nó không được như ngày xưa nữa. Thì cô có những cái sự suy nghĩ này nhiều như thế nào cô? Thì thật sự ra làm việc ở đây trên 30 năm rồi, thì tôi biết, có thể nói rằng tôi biết từng cái ban chấp hành cộng đồng, và tôi biết những cái người trẻ ra sinh hoạt cộng đồng. Điển hình đây là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, một người đã làm luật sư bao nhiêu năm. Thế nhưng mà chúng tôi làm việc ở đây lâu, chúng tôi biết là ông tham gia bao nhiêu hội đoàn, và ông có một cái tấm lòng đối với cộng đồng và đối với quê hương Việt Nam, và có một cái lập trường chính trị rất là vững chắc. Cho nên thời gian đó chính tôi là người đề nghị đến gặp luật sư Nghĩa và đưa cả một phái đoàn đến mời ông ra chủ tịch, làm chủ tịch cộng đồng trước thời của Tạ Đức Chí luôn, nhớ không? Dạ đúng ạ. À, lúc đó thì là chúng tôi nằm ở trong... Cháu đang bận với phong trào Hưng Cao quá, không đó, làm việc nữa. Thì lúc đó đó là chúng tôi nằm trong cái ban gọi là ban được bầu, được là cái ban gọi là bầu cử cộng đồng. Ừ. À, mà ông Phan Kỳ Nhân là chủ tịch, tôi là tổng thư ký. Ừ. Đó. Thành ra lúc đó... Mà thời đó là sau cái nhiệm kỳ của ai vậy? Của ông Bân sau à? Cái nhiệm kỳ của không, của ông Trần Ngọc Thăng và ông Đỗ Trọng Đức. Ồ, nhớ không? Cái thời kỳ lâu rồi. Vâng. Thế thì lúc đó Đồng Hương mới kêu gọi là bây giờ để cho người trẻ hết, những người già nên rút vào đi. Ừ. Thế thì trong cái buổi họp đó đã đưa ra thì tôi là người đi gặp ông Nhơn chứ. Tôi đề nghị ông Nhơn là gặp luật sư Nghĩa. Ông Nhơn gặp cháu. Đúng không? Dạ, đúng. Còn rồi. Tôi đi gặp Tạ Đức Chí. À, thế thì hai bên về họp thì cháu, ông Nhơn xin nói xin phép là cháu không sinh hoạt được vì lúc đó cháu rất là bận với phòng đúng trào rồi, ca. Đúng rồi, biết dạ, thế. Tôi, chính tôi là người đề nghị luật sư Nghĩa với ông Nhơn thì mới ở Việt Nam sang, không biết luật sư Nghĩa là ai. Vâng ạ. Thế thì tôi bảo bây giờ phải có hai phái đoàn chúng ta cùng đi. Thế thì ông Nhơn đã bị... thất bại bởi vì luật sư Nghĩa lúc đó cũng quá bận và ông lại trong phong trào Hưng Ca và cũng tham gia nhiều cộng đồng. Thế hơn nữa là nhiều hội đoàn, mà hơn nữa lúc đó cộng đồng cũng hay xáo trộn quá. Thế thì tôi buộc lòng. Cháu xin nhắc lời cô là cho đến bây giờ cháu vẫn rất là nể Tạ Đức Chí. Là vì cháu nói là dám vào xin hoạt cộng đồng thời đó. Thật ra nó rất là nể tại mà như thứ thế này. Hai nữa đó, là ngay cả Tạ Đức Chí cũng là cái người vào sinh hoạt của dòng chính trước cả cháu, đến giờ cháu cũng chưa vào sinh hoạt dòng chính thì nữa. Tôi là người đề nghị luật sư Nghĩa rất nhiều lần đúng không? Mỗi lần là đều tôi có đề nghị, và ngay cả vừa rồi đây tôi cũng đề nghị là đi ra làm việc đi. Mà luật sư Nghĩa thì rất là có lòng nhưng mà lại thích làm ở trong cộng đồng hơn là dòng đúng chính. Rồi. Luật sư Nghĩa luôn luôn nói như vậy, nhưng đúng mà tôi rồi. Bảo nếu mà muốn có một cái trọng lượng hơn sau này, nếu mà có ở trong quê hương Việt Nam mà có gì thay đổi, chúng ta phải có một cái kinh nghiệm hoạt động ở trong dòng chính. Thì luật sư Nghĩa cũng đã nghĩ tới, nhưng mà lúc này ông ta cũng bị quá trời là công việc, phải không? Rồi lại đang... Sức khỏe cũng hơi... Sức khỏe cũng bị xíu. Xa xúc. Nhưng mà cháu đang tập trung vào vấn đề mà xây dựng đền Hùng đó cô. Vâng. Dạ. Thế thì bây giờ, cái chuyện trong cộng đồng chúng ta, đến đội bây giờ cháu thấy, ngay cả có những người thân của cháu mà bảo rằng là anh vì anh không tin em nữa là bởi vì em thuộc thế hệ trung niên. Nếu mà mình có tư tưởng như vậy, thì thế hệ... cao niên không gần thế hệ trung niên không gần thế hệ thanh thiếu niên, đó là mình nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Thế thì nhưng bây mà giờ tôi phải xác nhận này, với sự chuyện... để cho tôi nói một điều thế này, là tôi là hoạt động đây trên 30 mấy năm, kinh qua biết bao nhiêu đời chủ tịch cộng đồng, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một cái cộng đồng nào như cộng đồng của luật sư Nghĩa, làm việc trên dưới rất là hài hòa, vui vẻ, và cộng đồng lúc đó rất là thịnh vượng, đúng không? Sau cái Tạ Đức Chí thì là luật sư Nghĩa, là hai cái người mà mang đến tất cả những sự an vui đoàn kết trong cộng đồng này. Nhưng mà rất tiếc sau đó thì không biết là có bây giờ, cái bàn tay phá hoại nào không. Thì tôi thấy từ đó cho tới nay, nghĩa là cũng 7-8 năm nay. Mình đã gần hết chương trình cho chương trình này rồi. À. Mình sẽ có một cái trong cái chương trình lần tới, mình sẽ nói về vấn đề là cái chuyện mà nhìn vấn đề mà nó đang rắc rối như vậy thì ai cũng có thể nhìn được những cái quan trọng là làm sao giải quyết được những việc đó. Chúng ta sẽ đi vào phần đó trong cái chương trình lần tới của Di Trú và Xã Hội. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Và chúng tôi hy vọng là quý vị nếu có những thắc mắc, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi hoặc là có email trên màn ảnh. Quý vị có thể email về và nói những cái thắc mắc của mình và đặc biệt những hồ sơ riêng của quý vị, thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi đó trong cái lần kế tiếp sau khi đã trình bày cái đề tài cho chương trình Di trú và xã hội. Hy vọng quý vị sẽ thấy chương trình này hữu ích và hy vọng là chúng ta sẽ cũng giúp được cho đồng hương được nhập tịch thật nhiều, và đã nhập tịch rồi thì nhớ ghi danh để mà đi bầu và phải làm đầy đủ bổn phận của một người công dân Hoa Kỳ này. Một lần nữa chúng tôi xin lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả của SCT đã theo dõi chương trình Di trú và xã hội do Văn phòng Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đảm trách. Có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689